Nơi hôm nay hoàng hôn Hồ Tây đẹp quá nên là mình lấy con máy xách tay 4 củ 250 16 bộ mắc một titan của bên mình cho các bạn xem test hoàng hôn luôn nhá. Bắt đầu 16 là nó có lúc chụp camera ở trên này này. Đấy, các bạn chỉ ấn vào đây là chụp được ảnh luôn này. Đấy các bạn xem. Đây. Các bạn xem camera hoàng hôn đẹp không? Đấy mình qua một máy lưỡi mà đẹp nhảy nhá. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Các bạn con này 16 bộ mắc nó sản xuất rất là tiện, các bạn chỉ cần chụp ảnh cho bạn gái hay là người yêu với người vợ việc chỉ cần lúc này chụp ảnh luôn này, chứ không phải với tay lên trên chụp nữa, mà cái hàng xách tay đó nó làm đầy đủ hết như thế. Đâm ra là rất ok, con này chụp ảnh 0.5 được nhá, 3 chấm được nhá. Đây là cửa mới Hoàng Yusuri đây. Đây. À, các bạn xem nhá, mình ở 48 Phú Vũng Biên nhá. Đây. Mình test camera cho bạn xem luôn này. Đấy. Con này thì nó có đầy đủ chức năng, nó áp to, áp tiếp đầy đủ hết nhá. Ai cái nào đầy đủ hết. Đây, con này là đặc biệt là nó có chức năng sạc không dây luôn. Đây để mình test cho anh em xem luôn nhá. Thứ nhất là mình test cái sạc không dây nhá. Đây là chiếc sạc không dây của mình này. Đây. Để đến đây phát nào nó sạc được luôn, pin luôn. Đấy, các bạn nhìn không? Sạc không dây được nhá. Đây, cầm cho em lên. Đấy, mình mượn một ảnh đây. Mình vuốt lên cho bạn xem này. Con này các bạn có thể đăng nhập được iCloud. Đây, iCloud đây. Và tải được ứng dụng trên App Store nhá. Và App Store là không hiện Safe Play đâu. Ví dụ các bạn muốn vào App Store này, ấn vào App Store này. Đấy, ấn vào App Store này nhá. Các bạn muốn tải ứng dụng nó có sẵn thế này, tìm ứng dụng thì tải ở đây. Còn nếu không có trên App Store thì các bạn ấn cái loop. Ví dụ muốn tải phở bò thì các bạn chỉ cần đánh phở bò đây. Đây. PA là ra luôn này. Đấy, tải phở bò ấn vào đây. Ấn vào get thì nó hỏi mật khẩu của iCloud thì các bạn đăng nhập mật khẩu và tải luôn nhá các bạn nhá. Đấy, một con máy rất là chuẩn để mượt này. Các bạn xem. Con này có Face ID mở quang khuôn mặt luôn nhá. Đấy, 4 củ 250 thôi. Từ camera đến kích thước trọng lượng của nó chuẩn như hàng hãng và đặc biệt là dùng sạc không dây luôn, rất là tiện cho các bạn. Đấy, lúc chụp ảnh này rất là tiện nhá. Đấy, dùng được đầy đủ chức năng luôn. Anh em có tải ứng dụng ngân hàng các thứ dùng được hết nhá. Đấy, một con máy quá chuẩn tuyệt vời. Vì vậy anh em mua hàng liên hệ ngay cùng anh Yusuri nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.